Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Nhâm Dần 2022, nữ mệnh chi tiết. Xem tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mệnh trong năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng. Nữ mạng sinh năm 1971, tuổi Tân Hợi, tức tuổi con heo, thường gọi là khuyên dưỡng chi chư, tức heo nuôi nhốt, mệnh kim, thoa xuyến kim, nghĩa là vàng trang sức. Mệnh kim gặp năm 2022, mệnh kim bạch kim bình thường, địa chi Hợi gặp Dần lục hợp, thiên can Tân gặp Nhâm bình thường, sao chiếu mệnh sao Thái Dương là cát tinh, làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Vận hạn hạn địa võng, gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vận niên Cẩu cuồng phong. Thái tuế năm 2022 phạm thái tuế, phá thái tuế. Tam tai năm 2022 không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022 không phạm kim lâu. Hạn hoàng ốc năm 2022 không phạm hoàng ốc, bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng. Sao Thái Dương thuộc hệ thống Cửu Diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời, thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống Cửu Diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Những tác động khi sao Thái Dương chiếu mệnh: làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát. Đối với thế hệ trẻ gặp năm hạn này thì học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao. Vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp các lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch là hung thần, hào tốn của cải. Nhiều quan điểm cho rằng sao Thái Dương chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới. Tuy nhiên, với bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên không bằng nam giới. Vận hạn năm 2022 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng. Gặp hạn địa võng, nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc tối trời. Không nên cho người khác ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ lậu, đồ quất cấm. Đặc biệt lời ăn tiếng nói rầy rà, đa đoan. Viết về sao hạn địa võng có câu thơ như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà. Ý nghĩa của câu thơ trên nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần nên kiêng kỵ những điều dữ, làm theo những điều lành, như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ, đồ lạ, đồ quất cấm hay đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt khi mua phải hàng có không có hóa đơn, chứng từ, dễ sẽ gặp lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn, mỗi người bớt lời, có khi
có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc giải quyết, đặc biệt phải bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi công việc. Mọi người trong nhà sẽ yêu thương và khó khăn lần lượt qua đi, thông cảm cho nhau sẽ giúp gia đình càng thêm đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai lúc tối trời, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay, lý gian, thậm chí người đó rất có thể là tội phạm, có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa là không được cho người khác ngủ trọ, nếu đây là một công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu một mất mười ngờ, lúc đó sự im ắng của đại gia đình sẽ dễ bị hiểu lầm, ảnh hưởng, có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. Vận niên năm 2022 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng. Vận niên Cẩu Cuồng Phong là hình tượng chó bị gió độc, điều này báo hiệu một năm không được may mắn đối với bản mệnh, nhưng nếu biết kiên kỵ và khéo léo chờ thời cơ thì chuyển bại thành thắng là không có gì khó. Ngoài ra, trong năm, sức khỏe của bản mệnh không được tốt, cần chú ý hết sức. Về phương diện công việc sự nghiệp thì trong năm nay bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia những việc có yếu tố mai rủi, hạn chế xuất tiền bạc, chờ thời cơ. Trong năm gặp vận niên Cẩu Cuồng Phong, bản mệnh có thể gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh lòng đố kỵ, cẩn thận giữ mình, tránh cãi vã, tranh chấp. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm thái tuế không? Trong năm 2022 có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm thái tế, cụ thể như sau. Tuổi Dần năm 2022 là năm bản mệnh 5 tuổi, tuổi Dần phạm trị thái tuế hay còn gọi là trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Tỵ năm 2022, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh trong năm dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Thân năm 2022, tuổi Thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Hợi năm 2022, tuổi Hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài, sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng, phạm hạn thái tuế, phá thái tuế. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì gặp lại hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai, cụ thể như sau. Bản mệnh tuổi Thân Tý Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần Mão Thìn. Bản mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân Dậu Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Tân Hợi theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai như sau: Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Mùi. Như vậy, trong năm 2022 tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng, không phạm hạn tam tai. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có bốn dạng, đó là Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ.
Kim Lâu Tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi Phật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm tuổi kim lâu, đó là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng là 52 tuổi, không phạm tuổi kim lâu. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát khai kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn, thất địa sinh tài. Tam địa sát, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân, cho giai đắc mệnh. Tứ tấn tài, tốt, làm nhà tuổi này, phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài, chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia, bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau. Lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng là 52 tuổi âm, không phạm hạn tuổi hoang ốc. Năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng, trong năm Nhâm Dần 2022 chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh, vẫn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những